Chào bạn, các bạn vẫn hỏi là cái dây nạp BIOS này có dùng được không nhá. Câu trả lời chắc chắn đấy các bạn, là không dùng được thì chẳng ai bán làm gì đúng không ạ. Rắt lòi tù và ra, không dùng được thì ai bán làm gì. Đây, cái dây đang dùng nhà mình này, xấu xấu bẩn bẩn. Đây các bạn, đây nhá, các bạn nhìn thấy là nó đã bay hết những cái lớp đồng này, do chúng ta kẹp quá nhiều rồi này. Tí nữa Tùng sẽ chia sẻ cho các bạn là sử dụng dây này thì cần để ý cái gì. Đây, các bạn nhìn thấy nó xấu xấu bẩn bẩn. Còn đây là dây mới này các bạn này. Đấy, các bạn thấy nó vàng óng không? Chúng ta có thể lọc lấy vàng được đây. Thứ nhất là các bạn cần để ý dây nạp BIOS này nó chỉ hỗ trợ cho hai cái dòng máy là GT809F và GT809H. Và khi nạp, đôi khi các bạn nhiều cái video mình quay mình nạp trực tiếp ấy, thì các bạn để ý thấy là mình hay để pin CMOS ở trên main khi mà mình nạp laptop nhé. Đó là một cái mẹo. Và chúng ta đều biết là chúng ta dùng đế khi chúng ta nạp ấy, đôi khi chúng ta vẫn phải lấy tay chúng ta nháp kiểu nhấp này, để cho chân con IC nó ăn vào. Thì cái đế này, cái dây nạp này cũng thế thôi. Đôi khi các bạn nạp thì các bạn phải bóp chặt, sau đó giữ chặt IC. Nó giữ rồi ok. Nếu nó vẫn chưa được thì chúng ta bóp đi bóp lại 1-2 lần đúng không ạ? Chơi gì cũng phải 2-3 lần nó mới thành thục, dần dần nó quen đi. Thì đơn giản vậy thôi. Không hỗ trợ cho TL866. Vì vậy là các bạn dùng TL866 đừng có mua làm gì nhé. Và dây nạp này toàn bộ là mới và mình bán không bảo hành các bạn nhé. Tránh cái tình trạng là các ông nạp thì các ông kẹp vào cái, thế là nó không ăn một chân. Các ông đi kiện, đi cáo nó mất thời gian ra. Vì vậy là khi sử dụng thì chúng ta để ý một chút mẹo như vậy. Kể cả các bạn dùng đế, đôi khi các bạn còn nhấp chán nó mới ăn cơ mà. Và các bạn cũng biết là những con BIOS mà khi chúng ta chưa khò nó ra ấy, thì nó để trên bên chân nó lâu ngày, nó có bụi, nó có bẩn. Vì vậy đôi khi nó sẽ không tiếp xúc. Mà khi khò ra rồi thì nhiều bạn khò chân cẳng nó không cẩn thận, dẫn đến tình trạng là chúng ta cấm vào đế nạp, nó sẽ không nhận chân này chân kia. Vì vậy nếu nhấp lần 1 không được thì chúng ta nhấp lần 2, lần 3 các bạn nhé. Cái này thì nó thuận lợi cho anh em thợ muốn để zin. Vì mất zin thì sẽ mất giá đúng không ạ? Và còn zin thì còn giá, nó sẽ phụ thuộc cho anh em như vậy. Còn độ bền này, các bạn nhìn thấy này, xấu xấu bẩn bẩn, không ai tám này, không ai thèm tán nữa rồi mà vẫn dùng này. Nó có một cái chất dây nữa hơn 90.000 nhưng mình đã dừng bán khá là lâu rồi. Và cái dòng dây đó nó sẽ đi theo máy CH314. Và cái dòng dây xịn này này thì nó dùng để nạp cho họ 93 và 24 cực kỳ phê các bạn nhé.